Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của Khang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Rồi, chào Khang. Chào anh. Chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Đầu năm mà em cũng có gì hơn, em chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe ha. Vạn sự như ý ha cô chú anh chị. Làm ăn được thuận lợi hết cô chú anh chị ơi. Rồi em vô được về được mấy cây phôi cô chú anh chị. Rồi coi cô chú anh chị coi cây nào được ủng hộ em ha. Giờ em lô tiếp theo cây mã số 32 cô chú anh chị. Rồi đầu clip hôm nay là mã số 32 nha quý vị. Rồi mình cho cái chiều cao nó luôn. Đó. Rồi chiều cao. Rồi chiều cao nó là 102. Rồi vô cái hoành luôn. Báo từ xa luôn. Rồi hoành nó là 2, hoành nó 30. Rồi 30. 31 quá không phải 30. Rồi 31 hoành. Rồi xây xây luôn. 31 hoành của chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 32 em vô lô cho cô chú anh chị mình 1.800.000 em bao ship toàn quốc ha. Rồi để luôn. Wow, chào bộ đế nôm của chú anh chị ơi. Đế nôm con bự. 31 hoành. Lên tược hết trơn rồi cô chú anh chị về trồng liền được ha. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 34 đi. 33 hả? 34. Bỏ 33 đi cô chú anh chị. Rồi 34. Rồi chiều cao nó là 1m1. Rồi. Rồi hoành thân nó 37 hoành cô chú anh chị ơi. Đây có gì 37 đúng luôn ha. Ừ. Đó, này có nguyên cái bị đế bự nè. Qua wow, trời bộ đế nôm sổ nôm coi. Cho nôm 3 tấc 3 tấc 3. Sổ nôm 33. Rồi quay cái bụi bị đế cái ha. Qua wow, trời nó có cái nhánh bay nữa là cô chú anh chị ơi. À cây quá đỉnh đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Em với cái cây không xin nê vậy cô chú anh chị. Quá trời cây đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây đẹp hơn người luôn ha. Cây đẹp hơn người. Rồi cây này em vô lô 4.200.000 em bao ship toàn quốc cô chú anh chị, chi cành đều ha. Có nhánh bay luôn. 4.200.000. 4.200.000. Mã số 34. Rồi qua cây mới luôn. Tiếp tục mã số 35. 35. Rồi 35 chiều cao đó là 94. Rồi hoành đó 3 là 24 của chú anh chị. Rồi xe xe luôn. 24 hoành. 24 hoành. Đây rồi quý vị. Rồi cây này em cho luôn 1.200.000 em bao ship toàn quốc của chú anh chị. Để luôn rồi quý vị. Thôi chỉ cần điều luôn của chú anh chị ơi. Bộ đế khỏi chơi luôn. Rồi 1.200.000 ha. 1.200.000 bao ship. Rồi qua cây mới luôn. Rồi mã số 36. Rồi 36 đế nôm luôn. Cộng bự luôn. Nôm đẹp luôn. Chiều cao nó là 65. Rồi. Rồi hoành đó là 24 đúng của chú anh chị. 24 hoành đúng luôn. Rồi xe xe luôn. Rồi cây này em vô lưu cho cô chú anh chị mình 650 luôn. 24 hoành 650. Rồi xuống cây. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 37. Rồi 37. Rồi chiều cao nó 73. 73. Rồi hoành đó là 26 hoành của chú anh chị. Hoành 26. Rồi cây này cho luôn 1.400.000 em bao ship toàn quốc của chú anh chị ơi. Rồi để luôn nè quý vị ơi. Cây này về cho đổ của đổ cũng được nữa nè. Cho xíu đổ xuống. Không để vậy. Nó lên mầm hết trơn rồi cô chú anh chị. Hôm nay em bán mây bông này lên ra phôi để nay ra mầm hết rồi. Nhú rồi hả? Nhú hết trơn rồi. Vậy cô chú anh chị mình trồng liền giùm em hết ha. Rồi, được hết. 38 luôn. 38. Rồi chiều cao nó 70. Hoành thân 24 đúng luôn cô chú anh chị ơi. 24. Rồi cây này em Zalo cho cô chú anh chị mình 800 bao ship luôn. Rồi, 800 nè quý vị. Bảo ship tới nhà luôn. Qua wow, chào bộ đế. Hơi quay quá xíu ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 39. Rồi. Rồi, chiều cao nó 80 đúng luôn. Hoành thân nó 20 25 tính 2 gần 26 tính 25 của chú anh chị. Rồi cây này em vô lô 700 bao ship luôn của chú anh chị. Để coi quý vị. 26 yếu tính 25 hoành 700.000 ship tới nhà. Ship tới nhà luôn. Toàn quốc luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 40. 40 đây. 40 chiều cao nó 78. Hoành thân nó là 29. Rồi. Gần 30 tính 29 đó của chú anh chị. 29.
Rồi cây này em vô lô cho cô chú anh chị mình 1 triệu tư bao ship toàn quốc luôn. Để dòng nữa quý vị ơi. À, để cũng kính qua ha. 1 triệu tư. Cây này làm rắn đổ được nè cô chú anh chị. Giờ nó đổ sẵn rồi đó. Ừ. Đó, nó cũng đó. Đổ sẵn rồi. Đó, và cây trực luôn. Số 41. 41 chiều cao 102. Hoành thân đó là 20 a. 20 gần xíu nữa 23 tính 22 đi cô chú anh chị. Rồi. Còn mắt nữa. Rồi cây này em Zalo cho cô chú anh chị mình 600 bao ship luôn. Đế quá đẹp luôn. Mã số 41. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 42. Rồi 42. 42 chiều cao nó 80. Rồi hoành đó là 28 hoành cô chú anh chị gần 29 nè. Rồi 29 không tới ha. Ừ. 8 hoành. Rồi cây này em Zalo cho cô chú anh chị mình 1.3 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 1.3 triệu. 29 yếu 8 hoành có 1.3 triệu vậy. Rồi à, xuống ship cây toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Bao phí luôn. Mã số 43. Rồi chiều cao 43. Không có mã số 43. À. Số 43 chiều cao nó 69. Rồi. Quanh thân đó là 27 của chú anh chị, gần 28 luôn, là hai mắt 28 mà tính 27 thôi. Xì luôn. Cây này quá đỉnh luôn cô chú anh chị ơi. 1.3 triệu em bao ship. Rồi, 1.3 triệu ha. Qua trời bộ đế luôn. Đặt lừ luôn. Rồi, qua cây mới nha người quý vị. Mã số 44. Rồi, 4 em trực ha. Em trực. Rồi, chiều cao nó 70. Hoành đó là 23 hoành của chú anh chị. Rồi, 23. Vậy ngắm nghe. Wow, trời cây này đẹp luôn. Nó phun ra quá mạnh luôn ha. Rồi cây này em Zalo cho cô chú anh chị mình 650 bao ship toàn quốc luôn. 650 để cũng đẹp quá nè. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số tiếp theo mã số 45. Rồi, 45. 45 chiều cao nó là 100. Hoành thân nó là 28, gần 28,5 luôn á cô chú anh chị. Rồi. Tính 28 hoành. Rồi cây này em Zalo cho cô chú anh chị mình 1 triệu tư bao ship toàn quốc luôn. 28 hoành. Quá đỉnh luôn cô chú anh chị ơi. Giá 1 triệu tư ship tới nhà bao phí luôn. Nên xịt mầm mầm nhỏ rồi. Để mình chỉ cái này cái nhân quý vị. Nó bị lũa thân ở đây nó bị lũa. Ừ, lũa đó nha. Ok, lũa em bán giá hữu nghị thôi cô chú anh chị ơi. Lũa em không thấy. Rồi nãy báo 1 triệu tư giờ báo bao nhiêu đây? Hơn 1 triệu thôi. 1 triệu thôi ha. Bớt 400.000 luôn cô chú anh chị. Xuống cây. Mã số 46. Rồi. 46 chiều cao nó 52. Hoành đó là 20 gần 22 ha. Rồi. Tính 21 luôn. Rồi cây này 500 em bao ship luôn cô chú anh chị. Trực bút măng để đều đây ha. Rồi. Quá đẹp. Cây luôn. Rồi qua cây mới. Rồi tiếp tục mã số 47. 47 chiều cao đó là 48. Rồi. Hoành đó 21 hoành. Rồi xe xe luôn, 21 hoành. Rồi 550 luôn cô chú anh chị ơi. Để luôn. Giá là 550.000 ship tới nhà những gì bao phí ha. Rồi xuống cây luôn. Để rồi mã số 48. Rồi 48 cây đẹp luôn, chiều cao 47 luôn, hoành đó là 21 hoành. Rồi rồi cây này 500 bao ship luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi để đây cô chú anh chị mình có hợp nhãn thì cứ alo cho em đi ha, mình thương lượng giá cả ha cô chú anh chị. Xuống cây luôn, mua nhiều rồi giá hữu nghị luôn ha. Mã số 49. 9. Rồi chiều cao nó là 65. 66. Rồi hoành thân 22 của chú anh chị ơi. Rồi 22 hoành. 500 bao ship luôn của chú anh chị. Để cũng tư diện ha. Đủ hết trơn 500.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 48. Rồi mã số tiếp theo 50 nhưng 50 của chú anh chị. 50. Rồi. Rồi cây đế đẹp quá, chỉ cành điều luôn. Cao luôn. Chiều cao nó 57. Rồi cái hoành luôn. Rồi hoành nó 21 của chú anh chị. Rồi. Ơi. Xây xây luôn. Rồi 500 bao ship luôn của chú anh chị. Rồi. Ơi. Rồi để luôn quý vị. Đó, ok ha, không
không nè. Rồi qua cây mới luôn. Mã số 51. Rồi 51. Rồi chiều cao 67. Một đế sổ quá ha. Rồi hoành đó là 23. 23 hoành đó, đế sổ kính luôn. Rồi cây này 650 luôn. À, giá hữu nghị luôn. 650 quý vị. À, giá yêu thương quá ha. Rồi mã số à. Mới ha. 52. Rồi 52 đây. 52 chiều cao á 55. Rồi 55 cái hoành. Rồi hoành đó là 21. Rồi xây xây luôn, tay cành luôn đây quý vị. Rồi cây này 450 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để luôn. 450. Mã số 52 450. Rồi. Ba mã số tiếp theo luôn, cây nó đây. 53 ha, 54. 53. Rồi 53. 53 chiều cao 55. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành 22. Rồi xây xây luôn. 500 luôn cô chú anh chị ơi. Để cái của gì? Để điều luôn. Rồi 500 cây nữa ha. Rồi xuống em này luôn. Đó, em kia lên luôn. Đây 54 đây. 54 chiều cao đó 72. Rồi. Rồi hoành đó 24. 54. Rồi cây này Zalo cho cô chú anh chị mình 550 luôn. Để cái quý vị. Xây 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 tiếp luôn. Để đây. 550.000 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 55. 55 lên luôn. Rồi, chiều cao. Rồi, chiều cao 64. Rồi. Hoành. Hoành đó là 23. Rồi, xây đế luôn. Rồi 550 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 550.000. Rồi. Mã số 55 550k. Rồi, lên 56 luôn. 56. 6 ha, tàn xe ha. Cây đẹp luôn. Chiều cao nó là 49. Rồi cây hoành luôn rồi quý vị. Rồi hoành 19 của chú anh chị ơi. Để cũng đẹp ha. Rồi cây này 450 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp luôn. Rồi mã số 57. Rồi. Chiều cao nó 54. Rồi. Rồi hoành 20. Rồi 20 hoành nhưng quý vị có để nè. 400 bao ship luôn của chú anh chị ơi. Xây tiếp đây. Wow, trời đế đẹp luôn. Rồi 400. 57, 400. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên 58 luôn. 58 quá trời bộ đế. 58. Rồi chiều cao nó là 46. Rồi. Hoành thân 20 đi cô chú anh chị ơi. Rồi. 21 thì yếu xíu. Rồi để luôn đây. 500 luôn cô chú anh chị ơi. 48. Ủa 58. Rồi xuống cây luôn. Mã số 59. 59 chiều cao nó 37. Rồi. Về cây đó lên được. Rồi, rồi hoành đó là 19 hoành. 19 ha. 19 hoành để đây quý vị. 400 luôn cô chú anh chị ơi. 400. Rồi. Số 60. 60 ha. 60. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao nó 45. 45. Hoành nó 20 yếu tính 19 luôn. Rồi xây xây luôn. 400 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi từ từ để đến cái ha. 60 400 luôn. Rồi 400. Rồi xuống cây luôn. Rồi 60, 61 luôn. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao nó 50 đúng luôn. Rồi. Hoành 21 cô chú anh chị ơi. 21 hoành. 450 luôn. Giá 450.000. Rồi để là quý vị ơi. Lên mầm lên tược hết trơn rồi. Cây luôn. 62 luôn. Rồi mã số 62. 62 chiều cao nó 59. Rồi. Cây hoành luôn. Hoành 21. Rồi, 21. 450 cây này luôn. Rồi để luôn à quý vị. 450 nha cô chú anh chị. Luôn. 62, 63. 63. Rồi mã số 63. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao nó 62 luôn. Rồi cái hoành luôn. Rồi hoành nó 20 cô chú anh chị ơi. Cái cũ ha. À, 20 hoành. 400 luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn 400.000. Rồi mã số 64. 64 luôn. Rồi 64. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao 54. Rồi cái hoành.
Hoành 22. Rồi, tay cạnh cũng ok quá. Rồi, 450 luôn. Xuống tới cái đế ngay quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. 64, mà số 65. 65 hay tàn nhỏ nè. Wow, trời, cây này đẹp luôn. Rồi, đầu vô đuôi chuột luôn cả nhà. Rồi, chiều cao 70 đúng luôn. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Rồi, hoành nó gần 21 tính 20 nè. Rồi, cây này em vô lô 600 bao ship nha cô chú anh chị. Quá trời cây đẹp, lùng lực và tàn tròn. Đầu voi đuôi chuột luôn. Đế rồi. Đẹp. Xuống cây luôn ha. Rồi. Này là 66. 66 là ba mấy cây rồi đó. Rồi được rồi đó. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, chiều cao nó là 58. Rồi. Rồi, hoành 20. Rồi, đây. 400 cây này luôn. Để vô lô. Em còn cuối cùng có ba lô cô chú anh chị ơi. Rồi cây này 66 em vô lô cho cô chú anh chị mình 400 luôn. Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo quý vị ơi. Mã 67 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi chiều cao 60. Rồi hoành nó là 19. Rồi tay cành đẹp luôn ha. Rồi 400 luôn. Để luôn, để đẹp luôn. Quá trời chi cành đều luôn. Rồi xuống cây luôn. Mã 68 là mã của clip của em cô chú anh chị ơi. Rồi, mã của clip mã số 68, tay cành đặt kẹo luôn. Rồi, chiều cao nó 46. Hoành nó thân nó là 18. Rồi, 18. 19 có hơn. Rồi 400 cây này luôn cô chú anh chị ơi. Dòng của diện đế cũng mặt ha. Quá sức cây này đẹp luôn à. Mấy cái cây này là chung với cái lô mà em mới vừa quay luôn á cô chú anh chị. Bông đẹp vậy á. Rồi. Rồi, của clip em cũng chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe ha. Rồi coi hết clip nào được ủng hộ em ha cô chú anh chị. Em chào cô chú anh chị.